Hạn hán khô xương. Đã mấy năm nay không có mưa rồi, sao ông trời lại quên làm mưa thế này? Tội khác quá rồi. Không thể để thế này được. Tôi phải lên trời kiện mới được. Cậu Cốc ơi, đã bao người lên đó, nhưng có ai gặp được Ngọc Hoàng đâu. Đúng vậy, chỉ vô ích thôi. Được hay không tôi vẫn đi. Phải lên tận nơi, hỏi cho ra lẽ. Nhưng này cậu đi lành ít dữ nhiều, chúng tôi không giúp cậu được. Cậu cố gắng đi sớm về sớm, chúng tôi chờ tin cậu. Cậu nhỏ bé thế này chúng tôi lo lắm. Các bác và anh chị cứ yên tâm, chuyến này tôi đi sẽ tất thắng trở về. Tôi đi đây. Trời ơi, anh cua, anh tỉnh lại đi, anh sao thế? Anh có hổ, tôi không sống nổi nữa. Nắng nóng khô cạn cả hồ nước, tôi sắp bị nướng chín rồi. Anh đừng có nói vậy, hãy chờ tôi đang lên trời kiển thiên lôi đây. Ủa, anh lên kiển trời sao? Cho tôi đi với. Anh yếu quá, ở nhà chờ tôi. Anh không, tôi đi được. Tôi phải gặp được Ngọc Hoàng. Hai người đi vẫn hơn. Được, vậy chúng ta cùng đi. Nồng quá, đã không còn giọt nước nào nữa rồi. Thế này chẳng mấy mà chết. Chào bác Gấu, anh Hổ. Bác cho cháu hỏi, đi qua quãng đường này có phải tới cổng trời không? Mấy cháu hỏi đường tới đó làm gì? Cổng trời tận cuối cánh rừng cơ. Chúng cháu định lên tìm Ngọc Hoàng để kiện thiên lôi. Chúng cháu sắp chết khát cả rồi. Các người bé tí mà to gan quá, dám lên kiện Ngọc Hoàng ư? Dẹp ý đó đi. Không được, dù sao ở đây cũng chỉ chờ chết mà thôi. Chúng tôi phải đi. Cô nói đúng, đằng nào cũng chết, chúng ta đi cùng nhau đi, đông vẫn hơn. Cô đã nói vậy, chúng ta cùng đi. Đồ cáo ăn cướp kia, mình đã khô hết rồi mà anh vẫn phá tổ của tôi ư? Tôi cho anh biết tay. Đừng đừng, tại tôi khát quá, đừng đốt tôi. Sao thế này, vẫn còn sức chạy sao? Tôi xin lỗi bác Gấu, tôi vì khát mà lỡ trộm tổ của ông lấy mật. Nhưng có được gì đâu, vẫn còn chối. Nắng như vậy, mật cũng khô cả rồi mà anh còn dám phá nhà tôi. Tôi không thể tha thứ. Bình tĩnh nào, ai cũng vì nắng khát mà vậy thôi. Chúng tôi cũng có khá hơn hai người đâu mà cãi nhau. Chúng tôi đang tính lên kiện trời đây. Các anh chị có đi cùng chúng tôi không? Kiện trời ư? Hay đó, cho chúng tôi đi cùng đi. Vậy chúng ta đi. Quyết kiện trời. Ngọc Hoàng có ở trong đó không? Chúng tôi tới đây muốn gặp ngài ấy. Các ngươi là ai mà dám tới gặp Ngọc Hoàng? Mau biến đi, không thiên binh đánh cho bây giờ. Phải làm sao đây? Tôi đã gặp rất nhiều người bảo lên trời rồi, tất cả đều quay về. Họ đều bảo ngài ấy không muốn gặp ai. Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta có khi nên về thì hơn. Lại còn quan quân ngăn cản nữa, chưa vào tới nơi đều chết cả rồi. Vậy chúng ta phải dừng mưu. Các anh hãy làm thế này, thế này. Đứa nào làm loạn ngoài đó? Dạ, bẩm là một con cóc xấu xí hôi hám đòi gặp Ngọc Hoàng. Mau đuổi nó đi, làm mất cả giấc ngủ của ta. Vâng. Trời, cóc bé tí thế này mà to gan đây. Nhưng phải dùng đũa xử nó thì không đáng. Gà đâu, mau mổ chết con cóc kia đi. Không dễ thế đâu. Sao thế này? Đó đâu, cắn chết con cáo láo xược kia cho ta. Dám cắn chết gà của thiên đình ư? Cha tôi, dám đánh bạc ta sao? Mơ đi. Lỗ thối tha kia, dám tác chết chó nhà trời ư? Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Thiên lôi hống hách đáng chết, lại đây. Ta sẽ cho ngươi ném mồi.
chưa hết đâu. Xem ta đây. Đau quá. Dám đánh chúng ta sao? Tôi chán sống rồi. Mở buông ta ra. Cứu với. Ta phải báo Ngọc Hoàng. Các ngươi dám làm loạn chốn thiên đình. Các ngươi chờ đó. Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Sao ngươi lại như thế này? Cả bầy to gan kia, các ngươi dám tới quấy rối nơi thiên đình tôn nghiêm này, các ngươi đáng tội chết. Bẩm Ngọc Hoàng, chúng tôi tới đây đã không còn sợ chết, nhưng trước khi chết, chúng tôi muốn kiện ông. Kiện ta? Cả đám hôi thối các ngươi dám làm càn mà còn mở miệng kiện ta. Bẩm Ngọc Hoàng, người là bậc cao quý được chúng tôi tôn quý để cai quản trời đất muôn thú và điều hòa mưa nắng. Nhưng đã bao năm nay ông không cho mưa xuống, chúng tôi ở dưới đó cũng chỉ có chết mà thôi. Vậy chúng tôi có gì để sợ ngài? Ngài làm sao có thể là bậc tôn kính trong trời đất nữa? Ta chuyện này có đúng không? Dạ thưa, chúng thần có tội. Ta thật sự có lỗi. Một ngày trên này bằng cả năm dưới hạ giới, ta vì tắc trách mà đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Các ngươi hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Được, chúng ta tin lời ngài. Nếu như sau này có tắc trách sao nhãn thì cốc hãy nhắc nhở ta. Chỉ cần nhà ngươi nghiến răng, ta lập tức cho mưa xuống. Đa tạ Ngọc Hoàng. Các ngươi mau về đi, lần sau đừng làm náo loạn thiên đình như vậy. Chúng ta thành công rồi. Thôi rồi. Thôi anh mất mưu trí. Con cốc là cậu ông trời, hãy ai đánh cốc là trời đánh cho. Bài kiểm tra đặc biệt. Chào Bill. Chào anh, chào bác sĩ. Hôm nay có chuyện gì mà mọi người tấp nập vậy? Chẳng là hôm nay có nhóm các nhà đầu tư đến tham quan bệnh viện. Ban giám đốc muốn có sự chuẩn bị thật tốt. À, ra vậy. Tôi cũng phải về chuẩn bị nhà bếp thật chu đáo mới được. Cứ phải đến mấy cái nơi thế này, thật phiền chết đi được. Có gì phiền đâu ông Mark. Xin giới thiệu với các ngài, đây là khu phòng bệnh. Các bệnh nhân tại đây luôn rất hợp tác và tuân thủ sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ. Bây giờ, chúng ta sẽ ghé qua nhà bếp của bệnh viện. Nhà bếp tham quan làm gì cơ chứ? Vậy là sạch sẽ rồi. Xin chào bác sĩ, chào các cán bộ. Đây là đầu bếp. Đồng thời cũng là một người đặc biệt ở bệnh viện. Ngoài việc chăm chút cho nơi đây luôn sáng bóng sạch sẽ và các món ăn ngon lành đủ dinh dưỡng, thì Bill còn dành thời gian ngoài giờ của mình để chăm sóc cho các bệnh nhân ở đây. Quả là hiếm có người như bác ấy. Người tốt bụng quá. Ôi dào, có gì đâu. Tôi chỉ là đầu bếp thôi mà. Người như vậy có khi cũng có vấn đề về thần kinh. Đến mấy cái nơi không bình thường thế này thật là phải rửa thật sạch mới được. Ồ, chào ngài. Ngài ở đoàn tham quan của các nhà đầu tư phải không? Cảm ơn ngài đã quan tâm đầu tư cho bệnh viện. Ôi dào, đầu tư cho những người có vấn đề thần kinh thế này có đáng gì? Mà tôi nghe nói anh dành cả thời gian nghỉ của mình để chăm sóc bệnh nhân ở đây thật sao? Thì ngài thấy đấy, họ đều là những người đáng thương với những hoàn cảnh đặc biệt, cần được thông cảm và chia sẻ mà. Dù thế nào thì cũng chỉ là những người tâm thần thôi. Cuối cùng thì cũng xong, đã có thể ra khỏi nơi này rồi. Người đàn ông này thật là... cái gì thế này? Ồ, ngài có sao không? Trời ạ, bệnh viện kiểu gì mà để người tâm thần chơi đùa lung tung thế này? Giới thiệu với ngài, đây là khu sân chơi của bệnh nhân. Chắc vừa nãy ngài chưa ghé qua, thật thiếu sót quá. Sân chơi gì chứ? Thế những khu có những song sắt dày kia để làm gì mà không nhốt họ vào? Ồ, chỉ những ai không vượt qua bài thi mới bị nhốt sau song sắt thôi. Bài thi gì cơ? À, chúng tôi cho họ một cái bồn tắm đầy nước, một cái xô
một cái ca và một cái cốc nhỏ. Sau đó hỏi họ cách nhanh nhất để làm hết nước trong bồn tắm là gì. Ồ, tôi hiểu rồi. Người bình thường đương nhiên sẽ dùng cái xô rồi đúng không? Không thưa ngài. Sao lại không? Người bình thường không làm như ngài vừa nói đâu. Họ sẽ chọn cách rút cái chốt nước trong bồn tắm ra. Ồ, không biết còn cái giường nào trống trong bệnh viện này dành cho người không bình thường không đây? Chào ngài, hy vọng ngài có chuyến tham quan thú vị. Ai giàu hơn? Anh là... Chào thím Bảy. Anh Tư. Dạo này trông anh khác quá, em không nhận ra. Anh với cháu lên chơi sao không báo trước? Mời anh vào nhà. Anh với cháu đi đường có mệt lắm không? Tiếc quá, nhà em lại đi công tác mấy hôm nay rồi. Vâng, tôi lên thành phố thăm thằng lớn học trọ trên này, tiện thể ghé thăm nhà chú thím. Có đôi gà quê, biếu chú thím làm quà. Ây, vâng, bác cho em xin. Sen ơi. Dạ, bà gọi con ạ. Mày mang hai con gà này ra vườn sau. Thịt ngay đi cho bà, lòng liếc vứt ngay đi cho sạch. Cấm được để nó sổng, nó mà bậy ra vườn thì kinh lắm. Vâng ạ. Anh biết đấy, cái mùi gà quê mùa hè nóng nực thế này mà nó bốc lên thì khiếp lắm. Lau rửa bao giờ cho hết được. Ây, anh với cháu uống nước đi cho đỡ khát. Vâng, thím cứ để tôi tự nhiên. Chẳng mấy khi anh với cháu lên chơi, mời anh ở lại, ăn với em bữa cơm, để em bảo con Sen nó đi chợ nha. Sen à! Ây, thôi, thím đừng khách sáo làm gì, tôi với cháu giờ phải về ngay cho kịp xe, để khi khác tôi lại thăm chú thím sao. Mình về thôi con. Vâng, cháu chào thím ạ. Vâng, nếu anh với cháu không ở được, thì em cũng không dám giữ, để em ra mở cửa nha. Chào thím nha. Vâng, chào anh. Khi nào rảnh anh lại ghé chơi nha. Mình về thôi con. Cha ơi, sao cha buồn vậy? Không có gì đâu con à. Chỉ là cha buồn vì người ta bây giờ khác quá. Trước ở quê, anh em nghèo khó có nhau. Giờ lên tỉnh, vất lên rồi, người ta không coi trọng tình cảm nữa. Người ta chê mình nghèo con à. Cha xin lỗi, nhà mình nghèo, các con thiệt thòi quá. Cha ơi, nhà mình đâu có nghèo, con thấy nhà mình còn giàu hơn nhà chú thím ấy chứ. Con nói gì vậy? Không phải vậy sao cha? Nhà chú thím chỉ có một con chó, nhà mình có tới tận 4 con. Bể bơi nhà chú thím bé xíu, còn sông quê ta rộng mênh mông, còn thoải mái bơi. Nhà chú thím chẳng có con gà nào cả, nhà mình có tới cả một vườn. Nhà chú thím gò bó trong 4 bức tường, còn nhà mình thênh thang thông sang nhà hàng xóm, mà toàn hàng xóm tốt thôi. Cha không thấy mình giàu hơn chú thím nhiều sao ạ? Con nói phải lắm. Sự thức tỉnh của tên trộm. Cháu về rồi bà ạ. Hôm nay được ít củi thế hả cháu? Củi ngày càng khó kiếm bà ạ. Không biết mấy hôm nữa lấy gì mà bán đây. Nhà mình thì hết gạo rồi. Mấy luống rau cũng bị sâu phá hết, mãi không lớn lên được. Còn lưng ống gạo hôm nay bà bỏ vào nấu cháo nốt, cháo vào ăn đi kẻo nguội. Có ai ở nhà không? Có việc gì vậy anh? Tôi từ xa tới đây, bị lạc đường, bây giờ trời đã tối. Bà cho tôi ở một đêm được không? Sáng mai tôi sẽ đi ngay. Chắc anh mới đến đây lần đầu. Anh vào nhà đi. Cảm ơn bà. Nhà tôi dạo này túng quá, thóc gạo chỉ còn có vậy thôi, anh ăn tạm. Có nơi nghỉ chân và có cháo ăn là tốt lắm rồi.
Nhà mình hết gạo, khoai cũng hết rồi. Không biết ngày mai người đàn ông kia đã đi chưa? Làm thế nào đây hả bà? Mai cháu mang gánh củi ra chợ bán nốt đi. May ra đủ tiền mua vài bữa gạo. Người ta đương lúc cơ nhỡ mới cần nhờ đến mình. Giúp được chừng nào hay chừng ấy cháu ạ. Bà lão ơi, tôi anh có việc gì thế? Bà làm ơn cho tôi ở đây thêm một hôm nữa nhé. Sáng mai nhất định tôi sẽ đi. Còn lần trần đến bao giờ? Ông không thấy nhà tôi chẳng còn gì ăn sao? Thóc đâu mà đãi gà rừng nữa? Anh cứ kệ thằng bé đi. Cứ ở đây rao cháo qua ngày cùng bà cháu tôi. Giúp được anh là tôi mừng rồi. Tức thật, tự dưng ở đâu đến nhà mình ăn ngủ mấy ngày? Mình thì làm bỏ cả hơi tay. Từ xa đến chắc chắn hắn phải mang theo tiền bạc của cải. Đúng rồi, mình phải xem hắn có gì đáng giá không mới được. Mình phải nhanh tay lên, hắn mà bắt gặp thì tôi công. Đây rồi, nặng thế này chắc là nhiều tiền lắm đây. Có thế chứ. Mấy luân rau này cũng phải một tháng nữa mới được bán. Biết lấy gì sống qua ngày đoạn tháng đây. Bà ơi, cháu có cái này cho bà xem. Cái gì mà cháu cứ giấu giấu giếm giếm thế? Bà nói nhỏ thôi. Cháu lấy của gã đàn ông kia đó. Chắc là có nhiều tiền lắm. Từ giờ nhà ta không lo đói nữa rồi. Cái gì? Sao cháu lại trộm đồ của người ta? Bà đã dặn là có chết đói cũng không được lấy cắp cơ mà. Nhưng nhà ta lấy đâu ra tiền? Làm thế là tự đánh mất nhân cách của mình. Bà sống bao nhiêu năm nay, cuộc sống có thiếu thốn đến mấy, nhưng chưa bao giờ làm gì phải để hổ thẹn. Mình nghèo nhưng không hèn cháu ạ. Cháu xin lỗi bà. Cháu nhớ nha, phải luôn giữ cho nhân cách của mình trong sạch. Để cháu đem trả lại ngay cho người đàn ông đó. Cháu tôi nó trót dại đã lấy chiếc túi này của anh. Xin lỗi anh nha. Đúng là túi của tôi rồi. Nhưng bà vẫn chưa mở nó ra ư? Tôi không cho thằng bé mở ra. Nặng thế này chắc là có nhiều vàng bạc lắm. Xin gửi lại anh. Mong ông bớt giận. Tôi xin lỗi. Cũng vì nhà khó khăn quá nên tôi mới to gan lấy tiền của ông. Thực ra tôi vốn là một tên trộm. Mấy hôm nay không trộm được gì, đói quá nên mới phải vào đây xin ăn. Tôi đã âm mưu ở lại rồi ăn cắp đồ nhà bà, nhưng chẳng cái thứ gì đáng giá cả. Trời đất ơi, hóa ra anh... Cái túi kia bên trong chỉ toàn là đá cuội, tôi đem theo bên mình thôi. Bao năm nay tôi chỉ biết cướp mồ hôi công sức của người khác để kiếm miếng ăn. Bà cháu bà không vì đói khổ mà đánh mất nhân cách, đúng là tôi đã nhận được một bài học lớn. Hai ngày qua được bà cháu bà cưu mang, tôi không biết lấy gì để trả ơn. Chỉ có con ngựa này xin tặng bà để nó kéo xe. Từ nay tôi không làm cái nghề trộm cắp này nữa. Không bỏ cuộc. Năm nay ta mở cuộc thi kén phò mã sánh duyên cùng nàng công chúa Út. Ta nghe nói ở một vùng đất tên là Quỳ Châu có một thứ đá quý màu hồng, mang vẻ đẹp quyền quý, còn được gọi là hồng ngọc. Trong số các sĩ tử đã lên kinh dự thi trạng nguyên, ai dâng cho ta được viên hồng ngọc đẹp nhất để làm trang sức cho công chúa trong lễ phu quy, thì ta sẽ chọn làm phò mã. Đá hồng ngọc ư? Đi Quỳ Châu đào đá đỏ, kiếm đá hồng ngọc sẽ được làm phò mã. Tìm đá quý ư? Ở Quỳ Châu hả? Vùng đó người ta khai thác nhiều lắm rồi, đi nhanh thôi. Đào 2 tháng, đãi hết 600 rổ đất đá, đãi mỏi cả tay mà chẳng thấy viên đá quý nào. Thôi, về lấy vợ quê vậy. Đúng thế, mấy tháng trời công cốc, chẳng mò được mẫu đá quý nào. Về thôi anh em. Đãi ra toàn đất thế, thì có mà đào đến lúc già à. Hơi sức đâu mà làm phò mã nữa.
các chú có phải đi tìm báu vật dân vua để lấy công chúa làm vợ không? Các chú bị lừa đấy. Ở cái vùng đất này, bây giờ làm gì còn đá quý nữa? 10 năm trước, người ta khai thác hết rồi. Các chú về đi, kẻo mất công, nhọc sức, vô ích thôi. Đúng là chúng ta bị nhà vua lừa rồi. Đông qua xuân tới, cả ngàn người đã ai đào bới được cái gì gọi là quý đâu. Thôi, nhường cho các chú, tôi về quê, mệt quá rồi. Tôi cũng về thôi. Sao anh bạn còn ở đây? Hàng ngàn người đã bỏ cuộc đã đành. Em bé chăn trâu còn cho biết sự thật về bãi đá. Sao anh bạn không về? Anh bạn nhìn này, tôi lấy tay vớt nước, không giữ được nước trên tay. Nhưng rõ ràng là ở tay vẫn có nước. Tìm ngọc quý cũng vậy, tuy chưa tìm được báu vật, nhưng không có nghĩa là ở đây không có. Tôi sẽ tìm thêm ở mấy ngọn núi và thung lũng lân cận. Tôi cũng sẽ ở lại thêm một thời gian nữa. Mấy chú ơi, mấy chú không tin cháu à? Khu vực này năm xưa bị cày xới lên, và nếu có viên đá quý nào, họ đã mang hết sang nước láng giềng rồi. Bao nhiêu người đã mất công sức và thời gian mà chẳng được gì. Các chú đừng hoài phí thời gian và sức lực của mình nữa. Thôi, tôi theo đoàn người bỏ cuộc. Chúc anh bạn may mắn. Liệu mình có hoang đường không? Mình nên tiếp tục hay dừng lại? Tạnh mưa rồi, mong rằng cơn mưa vừa rồi mang lại may mắn cho ta. Chú biết cháu định nhắc nhở gì rồi, không cần phải nhắc chú nữa đâu. Cháu cũng không muốn nhắc chú nhiều lần làm gì, nhưng vì có người kia nhờ cháu làm việc đó. Cả ngàn người, giờ chỉ còn một mình anh sao? Dạ vâng, tôi là người duy nhất còn lại. Xin hỏi ông là ai, mà tới đây làm gì? Tôi là sứ giả của triều đình, mà anh đã dò được đá quý rồi, sao còn không về? Đá quý nào? Tôi đang mệt bở hơi tai, mờ cả mắt. Ông lại còn giễu cợt tôi là sao? Nó đây, viên ngọc này dành cho anh. Vì đức tính kiên nhẫn và nghị lực của anh xứng đáng được nhận viên ngọc này. Viên ngọc này từ trong cung ra. Và bây giờ hãy đưa nó về cung và kết hôn cùng công chúa. Ồ, thì ra là vậy, xin cảm ơn ngài. Ôi, một viên hồng ngọc thật là đẹp. Chú hãy mau vào cung cầu hôn công chúa đi. Ồ, cảm ơn chú bé nhé. Hẹn gặp lại. Vậy là đức kiên nhẫn và nghị lực của chú ấy đáng giá viên ngọc đó, đáng giá thêm cả nàng công chúa. Không biết trong cuộc đời về sau, đức tính ấy còn mang lại cho chú bao nhiêu điều quý giá nữa. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.